từng nỗi nhịp tim em sẽ chỉ đập cùng nhịp với ai. Và chẳng một ai có thể thay thế được cảm giác đó. Anh biết em chỉ nói thế thôi để anh thấy yên lòng. Nhưng thật ra anh biết em đang nghĩ gì. Anh đã sẵn sàng tâm linh trước khi em nói lời chia tay. Và anh đã vội vàng đánh thức thôi con tim đừng mong mẫn nữa. Sao nó vẫn luôn kêu gào trong giấc mơ ồn ào. Và dường như lý trí của anh thất bại trước con tim. Điều em đã từng nói với anh những gì đó sao giờ đây em chẳng thể làm được. Kỷ niệm vẫy kín căn phòng anh với nỗi nhớ anh như mưa thét lên thật to. Một tình yêu sai chỗ, một khao khát lạc đường vô tình chạm vào trong trái tim anh. Ngày mai anh sẽ đi thật xa, đi về nơi sẽ không còn thấy em trong cuộc đời. Vì anh không muốn những hình ảnh cứ gây lên bao nhiêu nhớ thương về em. Hãy cứ xem như ta là một người quen biết, vô tình lướt qua đời.